Minh Đường Tử Vi Mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ Bảy ngày mùng 6 tháng 8 năm 2022 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 9 tháng 7 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Tân Mão, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trần, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành niên mệnh Tùng Bách Mộc, ngày Tân Mão tức can khắc chi, nghĩa là kim khắc với mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Tùng Bách Mộc, kỷ tuổi Ất Dậu, kỷ Dậu ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi Tân Mùi, kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi thành Mộc Cục, xung với Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, phá Ngọ và Tuyệt Thân. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi. Tuổi xung trong tháng, tuổi Canh Dần, Giáp Dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thuyên Quê Thiên Quý, tốt mọi việc, sao Cát Khánh, tốt mọi việc, sao Ích Hậu, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Lại, xấu mọi việc, sao Hoang Vu, xấu mọi việc, sao Chu Tước Hắc Đạo, kỵ về nhà mới, khai trương. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần và Tài Thần hướng Tây Nam. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ Bảy ngày mùng 6 tháng 8 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ Bảy ngày mùng 6 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ Bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Điều này làm cho bạn đang có sự vô lễ. Với bạn tuổi Tý, có thể là vì không kiểm soát được lời ăn tiếng nói của mình mà phạm lỗi với những người lớn tuổi. Với bạn tuổi Tý, bạn không nên xem ai cũng ngang hàng với mình vì thái độ đó sẽ khiến cho mọi người tức giận và có cái nhìn sai lệch về bản thân mình nữa bạn tuổi Tý nhé. May mắn là trong vận trình ngày thứ Bảy này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn có được nhiều vận may về tiền bạc. Bản mệnh tuổi Tý cảm nhận rõ được mình cần phải làm gì để có được tài lộc, nhất là việc đầu tư về bất động sản đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại, việc kinh doanh, buôn bán cũng trở nên thuận lợi hơn, tài lộc không ngừng sinh sôi nảy nở với bạn. Bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn thể hiện mình là một người quan tâm tới sức khỏe của bản thân, nhưng dường như với bạn chỉ nói mà không làm, bởi vì những hành động của bạn thực sự là đang thiếu đi sự chính xác. Cho nên bạn cần phải có một kế hoạch khoa học và bài bản hơn nếu như bạn muốn cải thiện được tình hình sức khỏe của bản thân. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ Bảy này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, có thể bạn đang lưu luyến quá lâu vì chuyện cũ, điều này chỉ khiến cho bạn muộn phiền. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, không nên nghĩ gì nói nấy, kẻo lại làm hỏng việc. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, không nên nhụt chí, từ bỏ một cách quá dễ dàng. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, nếu như còn hoang mang, lo lắng, chưa vội quyết định. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, tìm được động lực trong công việc, nhanh chóng đặt ra mục tiêu cho mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ Bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 64, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Sửu thứ Bảy ngày mùng 6 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ Bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có tỷ kim gây rối. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Sửu có thể sẽ gặp phải những vướng mắc trong công việc với bạn bè hoặc là đồng nghiệp. Với bạn tuổi Sửu, bạn không nên quá cứng đầu, cứng cổ, gạt bỏ ý kiến của người khác mà nên dành thời gian để kiểm tra xem quan điểm của mình đã thực sự đúng đắn và chính xác hay là chưa. Trong ngày thứ Bảy này, với bạn tuổi Sửu, khi gặp phải những vấn đề khó khăn, bạn có thể chia sẻ với mọi người xung quanh mình hoặc là hỏi ý kiến của những người có giàu kinh nghiệm hơn mình. Và nếu như bạn cảm thấy công việc đang làm quá sức của mình, bạn không nên tự cô lập bản thân và cố gắng làm mọi việc một mình nhé. Ngày này, bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc khác với Thổ. Đáng buồn hơn là cái chuyện tình cảm giữa vợ chồng của bạn lại không được như ý muốn. Đôi bên có thể xảy ra tranh cãi vì một số vấn đề tưởng chừng như là nhỏ nhặt, nhưng lại khó có thể dung hòa được với nhau. Hai người đều cần phải hạ bớt cái tôi của mình xuống thì ngồi lại nói chuyện mới có thể giải quyết được vấn đề. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ Bảy này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, gặp vướng mắc trong công việc với bạn bè hoặc là đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, hãy xem xét lại quan điểm của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, học hỏi thêm những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, không nên cố chấp, hãy bao dung hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, vợ chồng không thống nhất được ý kiến với nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ Bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn, số 24, số 84, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ Bảy ngày mùng 6 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ Bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội chỉ ra rằng với bạn tuổi Dần luôn sẵn sàng hy sinh cho người thân của mình. Tuy nhiên, bạn không thể cứ mãi đưa tay ra giúp đỡ cho họ đến mức làm tổn thương bản thân mình như vậy được. Và nếu việc san sẻ bớt đi gánh nặng khiến cho bạn hối hận nhiều hơn thì chứng tỏ việc giúp đỡ của bạn đang đi sai hướng nữa rồi đối với bạn tuổi Dần nhé. Và trong ngày thứ Bảy này, với bạn tuổi Dần, bạn lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho công việc của bạn diễn ra tương đối là thuận lợi với sự giúp sức của đồng nghiệp hoặc là những người có nhiều kinh nghiệm. Bạn cứ giữ thái độ khiêm tốn, học hỏi thì mọi người sẽ giúp cho bạn hoàn thành xong công việc mới thôi nhé. Tuy nhiên, trong ngày thứ Bảy này, với bạn tuổi Dần, bạn lại đang bị ảnh hưởng tiêu cực tới các kế hoạch về tiền bạc của bản mệnh. Sẽ có thể xảy ra một vài sai sót đáng tiếc khiến cho bạn phải mất tiền nữa. Ngoài ra, đồ đạc trong ngày hôm nay cần phải cẩn thận trong tầm mắt, tránh bị kẻ gian trộm cắp. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ Bảy này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, làm việc quá sức, cần phải dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi nhiều hơn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, có thể sẽ được cấp trên trao cho cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân mình. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, nghĩ nhiều mà làm gì, những việc không liên quan tới mình. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, có những điều mình cố gắng cũng không có được kết quả. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ Bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn, số 15, số 76, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Mão thứ Bảy ngày mùng 6 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ Bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này sẽ làm cho bạn gặp nhiều phiền phức trong ngày hôm nay. Và dù với bạn tuổi Mão rất cố gắng, nhưng với bạn vẫn vướng phải sự tranh chấp, mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là với cấp trên hay là những kẻ tiểu nhân, gây khó dễ khiến cho công việc của bạn gặp nhiều trục trặc, gặp nhiều khó khăn. Với bạn tuổi Mão, bạn vốn là người có chí tín thủ, luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình. Song với bạn cũng cần phải nhớ là chớ nên dễ dàng bị kích động vì những lời nói gần xa của người khác. Cây ngay không sợ chết đứng, bạn cần phải tập trung làm việc và dùng thực lực của mình để chứng minh năng lực của bản thân mình, bạn tuổi Mão nhé. Trong ngày thứ Bảy này, nếu như với bạn tuổi Mão cần có công việc phải xuất hành đi xa trong ngày, thì bạn nên chọn giờ hoàng đạo và hướng xuất hành tốt trong ngày để thực hiện công việc. Hướng tốt trong ngày gồm có Hỷ Thần và Tài Thần, hướng Tây Nam. Đây là hướng sẽ mang lại nhiều may mắn và thuận lợi cho bạn. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ Bảy này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy dễ gặp mâu thuẫn với cấp trên, bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, cẩn thận kéo lại bị kẻ tiểu nhân gây rối trong công việc. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, không nên dễ bị kích động vì lời nói của người khác. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, hãy chứng minh bản thân mình bằng những hành động thực tế. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ Bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 27, số 95, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ Bảy ngày mùng 6 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ Bảy này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại. Điều này sẽ đẩy bạn vào tình huống phải đối diện với những khó khăn trắc trở. Trong ngày này với bạn tuổi Thìn, dường như với bạn đang bị cô lập vì mọi người quay lưng, kể cả là những người tưởng chừng như là thân thiết với mình nữa. Và với bạn tuổi Thìn, khi đối diện với hoàn cảnh trên, bạn không nên cảm thấy bất mãn hay là oán trách người khác. Bạn cũng nên xem xét lại bản thân và những kế hoạch của mình để nhận ra mình có đang sai lầm ở đâu không, ở phương diện nào không để sửa chữa. Mặt khác, trong ngày thứ Bảy này với bạn tuổi Thìn, bạn lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Điều này còn cho thấy cái chuyện tình cảm giữa bạn với nửa kia dù đã là vợ chồng nhưng vẫn có những chuyện cần phải thấu hiểu và bao dung cho nhau nhiều hơn. Đừng có để tình trạng bất đồng ý kiến xảy ra quá thường xuyên lại khiến cho tình cảm ngày càng rạn nứt theo chiều hướng xấu hơn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ Bảy này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, không được mọi người tin tưởng và ủng hộ. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, xảy ra tranh chấp trong họ hàng, người thân. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, không nên hành động thiếu suy nghĩ, cần phải xem xét lại bản thân. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, vợ chồng chưa thực sự thấu hiểu lẫn nhau. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, cần phải trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ Bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 58, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Tỵ thứ Bảy ngày mùng 6 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ Bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có mộc sinh cho Hỏa vượng. Điều này sẽ làm cho cái chuyện tình cảm của bạn đang tiến triển rất được yên bình và ổn định. Với bạn tuổi Tỵ, bạn tin tưởng nửa kia và luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ của mình, dù là thầm kín nhất ở trong lòng với người đó, nhờ vậy mà hai người có thể kề vai sát cánh trong mọi chuyện cuộc sống nữa rồi. Và ngày này, đối với những người đang còn độc thân cũng dần cởi mở hơn khi giao tiếp với những người khác giới. Và nếu như có ai đó bày tỏ thiện cảm với bạn thì bạn tuổi Tỵ cũng nên cho người ấy cơ hội để đến gần với mình hơn. Hãy để quá khứ ngủ yên và để cho tình yêu một lần nữa được gõ cửa trái tim mình, bạn tuổi Tỵ nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn Tử Tỵ, bạn lại đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh, sôi rọi, tạo ra nhiều tín hiệu tích cực cho sự nghiệp của bạn mệnh. Với bạn Tử Tỵ, nhờ tinh thần làm việc có trách nhiệm, có đầu, có đuôi, bạn được cấp trên công nhận và tin tưởng giao cho nhiều công việc khó khăn, và đây chính là thời cơ để cho bạn được thăng chức, tăng lương và nhận thưởng nữa. Về câu quyết cho bạn Tử Tỵ trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp, đôi bên tin tưởng lẫn nhau. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, luôn cố gắng mở lòng với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, tinh thần làm việc có trách nhiệm, có đầu, có đuôi. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, có cơ hội để khẳng định bản thân mình. Và đánh giá của bạn Tử Tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 94, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Thân, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Ngọ thứ bảy ngày mùng 6 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này làm cho bạn tuổi Ngọ cần phải hết sức chú trọng trong chuyện chi tiêu tiền bạc ngày hôm nay. Và dù công việc làm ăn của bạn có thuận lợi đến mấy đi chăng nữa, với bạn tuổi Ngọ, bạn chớ nên để cho bản thân mình rơi vào tình cảnh mất tiền không đáng có chỉ vì quá tham lam hoặc là tin tưởng vào những lời rủ rê của người khác. Và trong ngày này với bạn tuổi Ngọ, đối với những người đang làm trong các lĩnh vực như là kinh doanh, đầu tư thì cần phải bình tĩnh để cân nhắc trước khi đưa ra quyết định về đầu tư, chứ không nên quá vội vàng, bởi thời điểm này tình hình kinh tế nhìn chung là khá khó khăn và với bạn tuổi Ngọ cũng sẽ gặp được rất ít đối tác đáng tin cậy nữa. Và may mắn là trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho Hỏa Vượng. Điều này cho thấy cái chuyện tình cảm giữa bản mệnh và nửa kia đang rất yêu thương và quý trọng nhau. Và dù đã kết hôn từ lâu hay là đang ở giai đoạn tìm hiểu nhau thì bạn vẫn luôn nhớ tới việc hâm nóng về cảm xúc, tạo những kỷ niệm đẹp khó quên cho cả hai người nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, cần phải chú trọng trong chuyện chi tiêu, chớ nên tiêu xài phung phí. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, không nên tiêu xài quá bừa bãi mới có thể tích lũy được. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, không nên đưa ra những quyết định đầu tư quá vội vã. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, cần phải bình tĩnh chờ đợi thời cơ thích hợp đến với mình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, thường xuyên hâm nóng tình cảm vợ chồng. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 95, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ bảy ngày mùng 6 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, Hợi Mão Mùi trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Mùi đang có được sự đánh giá năng lực của bản thân và tình hình thực tế khá là chính xác. Bạn có thể đề ra những kế hoạch thực tế để đạt được thành công một cách nhanh chóng hơn. Và càng may mắn hơn, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mùi, bạn có được cơ hội gặp gỡ quý nhân. Đối phương có thể sẽ truyền lại cho bạn nhiều kinh nghiệm quý báu và có thể sẽ áp dụng cho tương lai, cho sự nghiệp của bạn về sau này. Bạn cần phải tranh thủ cơ hội này để tích cực học hỏi, tiếp thu những ý kiến mới, những điều hay nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Mùi là không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc mà thiếu đi sự quan tâm tới gia đình của mình. Và dù bạn có bận rộn đến mấy đi chăng nữa, với bạn tuổi Mùi cũng chớ nên thờ ơ với sự vất vả của người ấy và tìm cớ đẩy mọi việc chăm sóc nhà cửa cho nửa kia của mình như vậy được nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, công việc tiến triển khá là thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, cần phải xác định rõ khả năng của mình hay là đặt mục tiêu xa vời. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, quan hệ xã hội được tốt đẹp, có được cơ hội gặp gỡ quý nhân. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, cần phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, không nên đẩy hết trách nhiệm cho nửa kia của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 92, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Tỵ, tuổi Mão. Tử vi tuổi Thân thứ bảy ngày mùng 6 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thương quan ngăn trở, điều này sẽ làm cho bạn tuổi Thân dễ gặp phải vướng mắc với những người lãnh đạo. Và với bạn tuổi Thân, bạn đừng có để cho những tính cách nóng nảy, bốc đồng của mình là nguyên nhân khiến được cấp trên phản cảm và gây ra trở ngại cho sự phát triển tương lai, sự nghiệp của bạn về sau này. Và với bạn tuổi Thân trong ngày này, dù gặp phải những khó khăn trong công việc cũng như là cuộc sống, nhưng với bạn cũng chớ nên bủa dở giữa chừng. Bạn nên cố gắng hơn nữa, bởi khó khăn cũng là lúc để cho bạn nhận ra tiềm lực của bản thân, thậm chí là biến những thách thức thành cơ hội cho mình. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ bảy này, với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có Kim khắc với Mộc. Điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia có thể sẽ xảy ra tranh cãi trong ngày hôm nay. Vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là chuyện bình thường, nhưng với bạn tuổi Thân chớ nên vì điều ấy mà thất vọng hoặc là nói ra những lời gây tổn thương cho đối phương nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, dễ gặp phải những vướng mắc với lãnh đạo, cấp trên. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, đừng có hành sự bốc đồng, nóng nảy, lại gây ảnh hưởng tới mối quan hệ và tương lai sự nghiệp của mình. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, không nên bủa giữa công việc giữa chừng chỉ vì gặp phải chút khó khăn trước mắt. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, vợ chồng có sự bất đồng quan điểm với nhau. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, hãy thay đổi những tính xấu của bản thân mình đi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 80, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ bảy ngày mùng 6 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này sẽ khiến cho bạn tuổi Dậu dễ có bất đồng với những người thân thiết của mình như là bạn bè, người thân và đồng nghiệp. Và điều này dễ xảy ra khi hai người có lối sống khác nhau. Với bạn tuổi Dậu chớ nên áp đặt ý kiến của mình lên người khác như vậy nhé. May mắn là trong vận trình ngày thứ bảy này, với bạn tuổi Dậu, bạn lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Điều này sẽ mang lại về tinh thần sảng khoái, vui vẻ cho bạn tuổi Dậu sau những ngày u ám. Nhiều người còn có được sự may mắn, tài lộc được dồi dào trong ngày hôm nay nhờ có được những cát tinh trợ mệnh, có được quý nhân giúp đỡ, những người xung quanh hỗ trợ cho mình. Còn về phương diện sức khỏe của bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay cũng rất tốt, nhất là đối với những ai đang theo đuổi chế độ tập luyện yoga hoặc là có những chế độ về tăng cường sức khỏe cho mình. Cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm, khỏe khoắn, thuần hoạt hơn trước rất nhiều. Và với bạn tuổi Dậu, bạn nhớ là hãy giữ vững thói quen tốt, ăn uống lành mạnh và tập luyện thể dục thể thao đều đặn, kiên trì bạn tuổi Dậu nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, không nên dễ dàng tin vào những lời của người khác. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, cần phải chú ý tới những kẻ tiếp cận với mình. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, luôn không ngừng phấn đấu để đạt được kết quả tốt nhất. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, thích ai thì hãy bật đèn xanh cho đối phương. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, có những người mang lại cho bạn thêm nhiều niềm vui. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 96, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Tuất thứ Bảy ngày mùng 6 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ Bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Mão Tuất nhị hợp nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tuất làm ăn được thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Và nếu như bạn tuổi Tuất nhanh tay nắm bắt được cơ hội thì với bạn sẽ tìm được những mối đầu tư, hợp tác làm ăn có giá trị, mở rộng về mạng lưới khách hàng, giúp cho bạn cải thiện được tình hình tài chính hiện tại của mình một cách nhanh chóng nữa. Trong công việc, và dù ai cũng muốn nhận được những sự ngưỡng mộ của mọi người, song với bạn mệnh tuổi Tuất trong ngày hôm nay, đừng lấy đó làm cái cớ để cho bạn thường xuyên lấp liếm đi những thiếu sót của bản thân mình. Và nếu như bạn có lỗi gì đó thì bạn cần phải dũng cảm nhận lỗi, có như vậy bạn mới có thể nhanh chóng tiến bộ hơn được. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ Bảy này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có màu khác với Thổ, điều này sẽ làm cho cái chuyện tình cảm giữa bạn với nửa kia có thể sẽ xảy ra bất đồng quan điểm với nhau trên một vài phương diện nào đó. Và với bạn tuổi Tuất, bạn nên chờ cho cả hai cùng bình tĩnh trở lại rồi thảo luận sau, chớ nên cố tình nói dài trong lúc đôi bên cùng nóng giận như vậy bạn tuổi Tuất nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ Bảy này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa tìm được mối đầu tư, hợp tác làm ăn có lợi. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ nhanh chóng nắm bắt được cơ hội, không nên chần chừ, do dự. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc không nên cố tình che giấu những vấn đề mà mình đang gặp phải. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, vợ chồng cần phải thống nhất quan điểm với nhau. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy chia sẻ những khó khăn với mọi người. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ Bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 76, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ Bảy ngày mùng 6 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ Bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày có nhiều niềm vui, hạnh phúc trong chuyện tình cảm của mình, khi bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi chia chở. Ngày này, các cặp đôi có thể sẽ tìm tới một quán hay là một địa điểm lãng mạn nào đó để có thể hẹn hò, làm mới tình cảm hiện tại của mình. Còn đối với những bạn đang còn độc thân, cũng có được những buổi hẹn hò, gặp gỡ thú vị với những đối tượng mới quen nữa. Còn về phương diện sức khỏe của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ Bảy này, sức khỏe của bạn lại đang gặp chút vấn đề, với bạn cần phải lưu tâm nhiều hơn. Và nếu như có thời gian thì với bạn tuổi Hợi nên tập luyện thể dục thể thao thường xuyên hơn để cải thiện về tình hình sức khỏe hiện tại của mình. Với các vấn đề của cơ thể, với bạn tuổi Hợi cũng đừng có quá lo lắng, căng thẳng, vì đây là nguyên nhân khiến cho tình hình sức khỏe của bạn trở nên tồi tệ hơn nữa nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ Bảy này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, điều này sẽ hậu thuẫn cho công việc của bạn trong ngày hôm nay thêm phần được hanh thông, dễ dàng hơn bao giờ hết. Với bạn tuổi Hợi, dù có bận rộn chút trong ngày nhưng với bạn vẫn có được nhiều niềm vui, nhất là đối với những ai đang thi cử, làm bài rất tốt sẽ có được kết quả như ý muốn. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ Bảy này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa đối với những người đang còn độc thân nên năng nổ mở rộng mối quan hệ xã hội. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, vợ chồng có được sự thấu hiểu, tâm sự được nhiều điều hơn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, bạn không cần phải chịu đựng, có điều gì đó thì nên nói thẳng ra. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, con cái, người thân sẽ mang lại cho bạn có nhiều niềm vui. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, hãy tìm người cùng chí hướng để thực hiện những nhiệm vụ của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 36, số 74, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.